Xin kính chào các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu hoa đá Thạch Anh. Mẫu này là một dòng hoa đá Thạch Anh trắng. Ở đây nó có những cái điểm, nó có những cái màu nó hơi nâu hoặc màu nó vàng này. Màu hơi nâu hoặc vàng hoàn toàn là cái màu hình thành trong quá trình tự nhiên. Một bệ hoa đá. Quay tổng quát cho mọi người xem. Đây là cái nền đá gốc. Nền đá gốc của viên này. Nền đá gốc đã được cắt gọt ra để lấy lại những tinh thể đẹp nhất. Đây nó bị một chút cái quặng sắt. Quặng sắt dòng hoa đá. Hoa rất kìa đẹp. Mẫu này thì có bề ngang này. Bề ngang này nó là 20 cm và có chiều cao từ điểm dưới này đến chân này. Nó là 9 cm. Và viên này có khối lượng của đá nặng là 1,1 kg. Hiện cái mẫu này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 250.000 đồng. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện chuyển khoản mà phải nhờ bên bưu điện thu hộ thì quý vị chịu giúp cái phí ship cho tôi. Cam kết là hàng Thạch Anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm này. Mọi người không tin tưởng thì có thể kiểm định ở tất cả các trung tâm kiểm định ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Mọi người chỉ cần để lại thông tin về địa chỉ, tôi sẽ gửi bưu điện ship hàng đến tận nhà cho các quý vị. Ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ mang đến giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy đến cho các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.